Xin chào tất cả các em. Video hôm nay thì chúng ta sẽ đi các bài tập ở trong sách bài tập của bài 10 là chia đơn thức cho đơn thức của chương trình tại số lớp 8. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 39. 39 là yêu cầu các em làm tính chia. Ta có x bình yz chia cho x yz. Ở đây thì chúng ta lấy lần lượt các số các em chia. Lấy lần lượt các biến em chia xong rồi các em nhân các kết quả lại. X bình chia cho x. Vậy x bình chia cho x thì nó còn lại một mình x này. Y chia y bằng 1 này. Z chia f bằng 1. Như thế kết quả của câu A của chúng ta là chính bằng x. Được chưa? Lấy này. X bình chia cho x thì còn một x này. Y chia y bằng 1 thì không cần phải ghi. Z chia z bằng 1. Đấy. Vậy kết quả của câu A chúng ta sẽ bằng x. Câu B là x mũ 3 y mũ 4 em chia cho x mũ 3 y. Vậy chúng ta có lấy x mũ 3 chia cho x mũ 3. X mũ 3 chia x mũ 3 thì bằng 1 thì chúng ta không cần phải ghi kết quả nữa. Y mũ 4 chia cho y tức là bằng y mũ 4 y mũ 4 chia cho y tức là y mũ 4 chia cho y mũ 1 đấy. Vậy thì nó bằng y mũ 4 trừ 1. Vậy nó chính bằng y mũ 3. Bài 40 em có x cộng với y tất cả bình phương chia cho x cộng y. X cộng với y tất cả bình phương thì bản chất của nó chính bằng x cộng với y nhân với x cộng với y, hai lần con x cộng với y nhân với nhau, đúng không ạ? Mà x cộng với y bình trừ đi x cộng với y. Vậy ở đây thì chúng ta có là số mũ cùng cơ số là cơ số x cộng y, số mũ là đây là 2, số mũ là 1. Vậy nó chính bằng x cộng với y mũ của 2 trừ đi 1 và nó bằng x cộng y. Đúng chưa ạ? Đây là x cộng với y tất cả bình, tức là có hai con x cộng y nhân với nhau. X cộng y nhân với x cộng y chia cho một lần x cộng y, vậy thì nó còn lại một lần x cộng với y. Đây là kết quả chúng ta. Ý B là ta có x trừ đi y tất cả mũ 5 hoặc là đây em có thể viết là mũ 1 như này này bên trên để cho các em đỡ sai thì chúng ta lấy x cộng y mũ 2 chia x cộng y mũ 1. Vậy đây cùng cơ số là x cộng y rồi thì em lấy mũ 2 trừ đi 1, đúng chưa? Vậy thì nó chính bằng x cộng y mũ 1 thì chính bằng x cộng y, đúng không? Đấy. Chúng ta có câu B là x trừ y mũ 5 chia cho y trừ đi x tất cả mũ 4. Vậy khi mà chúng ta viết như này thì chúng ta lấy ở đây là x trừ y mà đây lại là y trừ x. Nếu như mà số mũ của nó là số mũ chẵn thì các em sẽ được viết ngược lại. Các số mũ chẵn thì các số đối nhau nó có số mũ bằng kết quả như nhau. Tức là x trừ y mũ 4 thì cũng bằng y trừ đi x mũ 4. Đấy, các số bậc chẵn thì chúng ta có thể viết theo thứ tự ngược lại. Khi mũ chẵn lên thì nó vẫn bằng kết quả của cái số ban đầu. Vậy ở đây các em có thể viết như sau. Chính bằng x trừ đi y mũ 5 chia cho y trừ x mũ 4 thì nó cũng bằng x trừ y mũ 4. Đấy. Và cái này chỉ áp dụng cho số mũ này là mũ chẵn, tức là mũ 2, 4, 6, 8 thôi em. Mũ lẻ thì x trừ đi y mũ 4 nó sẽ khác y trừ x mũ 4. Đấy, mũ chẵn thì nó mới bằng thôi. Vậy đến đây thì em thấy nó cùng cơ số là x trừ y. Vậy các em đặt lấy cái chữ nguyên cơ số là x trừ y này. Đấy, lấy 5 trừ đi 4 đúng không ạ? Vậy thì nó chính bằng x trừ y mũ 5 trừ đi 4. Vậy thì nó chính bằng x trừ y mũ 1 và chính bằng là x trừ đi y. Đúng chưa? Ta có câu C ở đây là x trừ y cộng z. Mũ này là mũ 4 chia cho x trừ y cộng z tất cả mũ 3. Vậy ở đây cùng cơ số là x trừ y cộng z đúng không ạ? Một cái là mũ 4, một cái mũ 3. Vậy các em giữ nguyên cơ số tức là x trừ y cộng z các em giữ nguyên. Lấy số mũ trừ cho nhau. Đúng chưa?
Vậy thì nó sẽ bằng x trừ y cộng z mũ 1. Và mũ 1 thì nó chính bằng x trừ y cộng z thôi, không cần ghi mũ 1 nữa. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 40. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo, là chúng ta sẽ sang bài tập số 41. Ở đây là yêu cầu các em làm tính chia. Chúng ta có 41A là 18 này, x bình này, y mũ 2 này, z này, chia cho 6x y z. Vậy thì để thực hiện phép chia này thì các em sẽ đi lấy phần số chia cho nhau. 18 chia cho 6 thì bằng 3. Các em lấy tiếp con x, x bình chia cho x mũ 2 chia cho x thì còn x mũ 1, y mũ 2 chia cho y thì còn y mũ 1, z chia z bằng 1 thì chúng ta không cần phải nghi. Vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng 3xy. Sang ý B này. Ở đây là gì? 5a mũ 3 b chia cho âm 2 a bình b. Âm 2 a bình b. Vậy cũng tương tự thì các em lấy phần số chia cho phần số, tức là bằng 5 chia cho âm 2. Đúng không ạ? 5 chia cho âm 2 thì các em có thể để dấu trừ ra phía bên ngoài, tức là bằng trừ 5 phần 2. 5 chia âm 2 thì nó cũng chính bằng trừ 5 phần 2 thế này. Được chưa? Lấy này, A lấy phần số chia phần số này, xong đấy các em lấy phần biến chia này. A mũ 3 chia cho A mũ 2 thì còn A mũ 1, tức là còn A. B chia B thì là bằng 1, thì chúng ta không cần phải ghi. Vậy kết quả của chúng ta bằng trừ 5 phần 2 nhân với A. Tiếp theo ta có câu C. Câu C ở đây là 27 x mũ 4 y mũ 2 z chia cho 9 x mũ 4 y bằng. Vậy thì các em sẽ lấy phần số chia cho phần số, 27 chia cho 9 thì bằng 3. Lấy phần biến chia này, x mũ 4 chia cho x mũ 4 thì bằng 1, thì các em không cần phải ghi. Y mũ 2 chia cho y, tức là có hai con y nhân với nhau, chia cho một con y, vậy còn lại một con y nữa. Z bên này, z chia cho 1, tức là bên này không có z nào thì chúng ta vẫn giữ nguyên con z này ở phía sau. Đúng chưa ạ? Đây, bên này không có z thì chúng ta giữ nguyên cái con z này về phía sau. Vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng là 3yz. Rất là dễ, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 42. 42 là tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết. Vậy thì để phép chia hết này, các em chú ý này, để chia hết. Thì số mũ của biến, số mũ của biến của số chia hoặc là của số bị chia, số mũ của biến của số bị chia phải lớn hơn hoặc bằng số mũ của biến ở số chia. Đấy, để phép chia hết thì số mũ của biến ở số bị chia. Đây là phần chú ý để các em đi làm đấy. Số mũ của biến ở phần số bị chia phải lớn hơn số mũ của biến ở phần số chia. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu làm. Ở đây là x mũ 4 chia cho x mũ n. Vậy để chia hết thì số mũ ở số bị chia phải lớn hơn hoặc bằng ở số chia đây. Vậy tức là số 4 này phải lớn hơn hoặc bằng n. Vậy thì chia hết thì đầu tiên điều kiện ở đây là suy ra là n phải thuộc số tự nhiên đã. Chia hết thì n phải là số tự nhiên đã. Thứ hai là số mũ ở đây, số mũ ở số bị chia lớn hơn số chia. Vậy thì lớn hơn hoặc bằng, vậy thì n thuộc số tự nhiên, đúng không ạ? Và n ở đây không cần phải số tự nhiên cũng được, chúng ta liệt kê ra luôn đi. Số bị số chia nhỏ hơn hoặc bằng số bị chia, tức là số bị chia lớn hơn hoặc bằng số này, vậy thì n nó sẽ thuộc các giá trị sau. Thứ nhất là 0, thứ hai là 1,
2, 3, 4. Đấy. Nó sẽ nhận các giá trị là 0, 1, 2, 3, 4. Số mũ thì không nhận là số mũ âm, đúng không ạ? Ta sẽ nhận số mũ dương lớn hoặc bằng 0. Vậy thì nhớ điều kiện là số mũ ở phía sau này nhỏ hơn hoặc bằng số mũ ở phía trước, và nó là số tự nhiên nên nó nhận các số này. Ở phần B là x mũ n chia cho x mũ 3. Vậy x mũ n chia cho x mũ 3, muốn chia hết thì số mũ ở đây, số mũ ở số bị chia lớn hơn hoặc bằng trong số chia này, đúng không ạ? Vậy lớn hơn hoặc bằng số chia ở đây thì ta sẽ suy ra, thứ nhất là số n này phải thuộc số tự nhiên đã, và thứ hai là cái số n này phải lớn hơn hoặc bằng 3, được chưa? Đấy, khi mà n thuộc số tự nhiên và n lớn hơn hoặc bằng 3, tức là số mũ ở số bị chia lớn hơn hoặc bằng số chia thì nó sẽ là chia hết. Cụ thể ở đây là n sẽ nhận là 3, 4, 5, 6, 7, chấm chấm chấm. Đấy. Tiếp theo là chúng ta có câu C là 5 này, x mũ n này nhân với y mũ 3 này chia cho 4 này, x mũ 2 này, y mũ 2. Vậy thì em xét không cần phải xét phần số em không cần phải xét, em chỉ cần xét số mũ thôi, đúng không ạ? Vậy đây này, số bị chia có số mũ của y ở đây là 3 thì nó lớn hơn số mũ ở đây là 2 rồi, chúng ta bỏ qua con y này, con 5 và con 4 bỏ qua, chúng ta chỉ xét đến con x thôi, đúng chưa ạ? Vậy ở đây muốn nó chia hết thì số mũ này phải lớn hơn hoặc bằng số mũ bên này, tức là ở đây thứ nhất là n phải thuộc tập số tự nhiên đã, và thứ hai là cái n này phải lớn hơn hoặc bằng số mũ bên này, tức phải lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy thì n sẽ nhận các giá trị là gì? 2, 3, 4, 5, 6, chấm chấm chấm, đúng không ạ? Đấy, đúng chưa? Ở đây thì có thể suy ra như này, hoặc là các em có thể liệt kê ra một số các cái giá trị cũng được, nhưng mà suy ra như này là đầy đủ rồi, chúng ta không cần phải ghi nữa. Tiếp theo là chúng ta có D này, là x mũ n y mũ n cộng 1 chia cho x mũ 2 y mũ 5. Vậy để chia hết, để phép chia hết, cái này thì chúng ta phải giải thôi, để phép chia hết thì ở trên này thì nó chỉ có một thôi, nó chỉ có liên quan đến một giá trị của n nên chúng ta suy ra, còn ở đây lại liên quan đến hai thì em đến giải ra. Thứ nhất là số mũ ở bên này phải lớn hơn số mũ của x, tức là n phải lớn hơn hoặc bằng 2. Số mũ của y bên này phải lớn hơn bằng số mũ của y ở số chia, tức là n cộng 1 phải lớn hơn hoặc bằng 5. Đúng chưa? Đấy. Vậy từ đây em thấy suy ra là n phải lớn hơn hoặc bằng 2, bên dưới này n phải lớn hơn hoặc bằng 5 trừ 1, tức là lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy chung lại để thỏa mãn cả hai cái này, vừa lớn hơn bằng 2 vừa lớn hơn bằng 4, vậy chung lại sẽ là n phải lớn hơn hoặc bằng 4 thì nó mới thỏa mãn cả hai cái này, đúng không ạ? Để thỏa mãn vừa lớn hơn bằng 2 mà lại lớn hơn bằng 4 thì chung lại phải lớn hơn bằng 4, đúng chưa? Vậy là n của ta là phải thuộc tập số tự nhiên đã này, và n lớn hơn hoặc bằng 4. Đấy, tất cả để phép chia hết thì nó phải là thuộc tập số tự nhiên là điều kiện cần. Đấy, và sau đấy thì số mũ của số bị chia phải lớn hoặc bằng số mũ của biến ở số chia để chúng ta đi làm. Và nếu như mà nó liên quan đến các cái biến khác nhau thì các em cứ lấy lần lượt số mũ của biến này này lớn hơn số mũ của bên này, rồi tiếp theo là số mũ của biến thứ hai lớn hơn cái số mũ này để chúng ta đi giải ra thôi. Cuối cùng chúng ta sẽ sang bài tập số 43. Cô sẽ xóa phần bên này đi để chúng ta sang bài tập 43. Là tính giá trị của biểu thức sau, trừ của x bình y mũ 5, tất cả mũ 2,
chia cho trừ x bình y mũ 5. Đấy. Tại x bằng 1/2 y bằng -1. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải bài tập trên như sau. Thì ở đây nó chính bằng trừ của x bình y mũ 5 tất cả mũ 2 chia cho trừ của x bình y mũ 5, viết của mình như này tức là mũ 1. Đứng của mình tức là nó mũ 1. Và hai cái này trừ cơ số thì em giữ nguyên cơ số là trừ x bình y mũ 5. Các em lấy số mũ trừ nhau tức là 2 trừ đi 1. Vậy thì nó sẽ bằng là trừ của x bình y mũ 5 tất cả mũ 1. Đấy. Và trừ x bình y mũ 5 tất cả mũ 1 thì nó bằng chính nó, tức bằng trừ x bình y mũ 5. Đến đây rồi thì chúng ta mới bắt đầu thay số x bằng 1/2, y bằng trừ 1 vào, ta có thay x bằng 1/2, y bằng -1 vào thì ta có là trừ của x bình tức là 1/2 tất cả bình nhân với lại là trừ 1 tất cả mũ 5. Đúng không ạ? Ở đâu có x thì em thay bằng 1/2, ở đâu có y thì em thay bằng trừ 1. Và chúng ta thay vào cái kết quả cuối cùng sau khi chúng ta rút gọn. Đấy. Và đến đây thì chúng ta sẽ có là trừ 1/2 bình tức là trừ 1/4 nhân với trừ 1 mũ 5 thì bằng trừ 1. Và kết quả cuối cùng của chúng ta đây bằng luôn cũng được, thay bằng giống bằng luôn cũng được. Đấy, và kết quả chúng ta nó sẽ bằng là 1/4 trừ 1/4 nhân với -1 thì nó sẽ ra là kết quả là bằng 1/4. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được tất cả các bài tập ở trong chép bài tập của bài 10 là bài chia đơn thức cho đơn thức. Các em về xem lại toàn bộ những cái bài mà cô và các em đã cùng nhau làm trong bài học hôm nay các em nhé. Phần này thì nó cũng khá là dễ thôi, không có gì khó khăn ở bài tập này. Nên là chúng ta sẽ đi nhanh như vậy. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.